kính chào quý vị và các bạn và các khán giả đang xem livestream ngày hôm nay. Chắc hẳn là mọi người đều đang rất là sốt ruột cho cái tình hình Covid đang rất căng thẳng hiện nay đúng không ạ? Và chắc chắn rồi sẽ có rất là nhiều áp lực cho cái mùa dịch trong giai đoạn này, và một trong số đó chính là áp lực về kinh tế trong mùa Covid, và nó dẫn tới sự căng thẳng, stress. Chính những cái này sẽ gây ra các bệnh lý khác nhau và tiêu biểu chính là bệnh lý dạ dày ạ. Và để cùng quý vị khán giả cũng như các anh chị em đang xem livestream giải đáp nỗi lo cũng như căng thẳng, thì mở đầu cho số livestream ngày hôm nay của Thuốc Dân Tộc thì tôi xin giới thiệu là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, giám đốc chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc, sẽ cùng anh chị em giải đáp thắc mắc và phân tích những áp lực kinh tế sẽ ảnh hưởng đến dạ dày như thế nào và các phương pháp điều trị tốt nhất hiện nay ạ. Dạ vâng, con chào bác sĩ ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng ạ. Thì do ảnh hưởng của Covid-19 ở nhiều khu vực công nghiệp và đô thị lớn, dự báo thị trường lao động sẽ chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Giãn cách xã hội 14 ngày tại Hà Nội đó bác sĩ. Và gần một tháng nay ạ, Hồ Chí Minh và giờ là 19 tỉnh phía Nam khiến cho rất nhiều cá nhân, gia đình gặp những gánh nặng về kinh tế. Nhiều người phải sống cảnh sống xa quê, ở trọ, lại thêm không có việc làm, tiền bạc cạn dần. Đối với nhiều khó khăn vất vả, gây nên nhiều những căng thẳng, áp lực, stress trong cuộc sống. Bác sĩ có thấy như thế không? Đúng không ạ? Vâng, như các quý vị khán giả đều biết ấy, trong cái thời gian gần đây thì cái dịch Covid, người ta nói là dịch Covid nó đã gây nên một cái cuộc khủng hoảng về kinh tế xã hội và sức khỏe toàn cầu, không phải chỉ có riêng Việt Nam của chúng ta mà rất là nhiều nước trên thế giới phải chịu cái cảnh này. Thế và có một cái nữa là cái dịch Covid này thì nó sẽ làm cho chúng ta, tức là nó đã gây nên rất là nhiều những cái hệ lụy mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống chung của tất cả những người dân. Ví dụ như là như các bạn thấy là hàng ngày chúng ta nghe thấy thông tin đúng không ạ? Tỷ lệ mắc bệnh ở các nước cũng như là Việt Nam chúng ta là cái con số cứ mỗi ngày nó lại thay đổi. Cái thứ hai nữa là cái bệnh này thì nó gây nên cái tử vong trên diện rất là rộng. Và ngoài ra nữa thì nó còn có một cái mà chúng ta rất cần quan tâm, tức là hiện tại bây giờ vẫn chưa có cái thuốc nào điều trị đặc hiệu cả. Và ví dụ như chúng ta thấy là vấn đề rất nóng hiện tại là vấn đề vaccine chẳng hạn. Thì hiện tại bây giờ đã có vaccine rồi, tuy nhiên là cái vaccine thì chưa có thể đủ để cung cấp cho người dân trên toàn thế giới. Và nhất là các cái nước mà nghèo hoặc các cái nước chậm phát triển thì cái số lượng vaccine rất là ít. Chính vì vậy nên là cái biện pháp mà quan trọng nhất là vẫn phải thực hiện các cái, ví dụ như đối với cả Việt Nam chúng ta thì chúng ta thực hiện 5K này. Và ngoài ra nữa thì ví dụ như là đối với một số các thành phố lớn mà cái tỷ lệ bệnh nhân mắc nhiều thì chúng ta phải thực hiện theo cái phương thức là ví dụ như là giãn cách xã hội này, đúng không ạ? Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ phải là cách ly. Thế rồi thì chính ví dụ như là cái việc giãn cách xã hội hoặc cách ly ấy, thì nó đã làm cho kiểu như là một phần lớn cái lượng người mà lao động ấy, chúng ta bị mất việc. Thế và cái nữa là ngoài cái chuyện mất việc ra thì ví dụ như là ở các cái cơ quan rồi các cái đơn vị, các cái nhà máy chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta cũng phải thực hiện cái giãn cách, tức là ví dụ như đi làm chỉ có 50% thôi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là cái giãn cách xã hội như thế, cái công việc mà nó giảm xuống như thế nó cũng ảnh hưởng đến cái thu nhập chung. Và cả hai cái việc ví dụ như là mất việc cũng như là cái mà thực hiện cái giãn cách theo chỉ thị chung của chính phủ chúng ta, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà thu nhập nó sẽ giảm đi. Và cái đó chính là nó ảnh hưởng đến cái thu nhập kinh tế của mỗi gia đình. Thế và cái này thì ví dụ như là trong một gia đình chẳng hạn thì ví dụ như có bố, có mẹ cùng đi làm thì kiểu như có thể là cái việc nó cũng còn, tức là cái thiếu thốn về mặt kinh tế nó cũng còn đỡ hơn. Nhưng tuy nhiên nếu ví dụ như trong một cái gia đình mà chỉ có một người đi làm không thì tôi nghĩ rằng là cái gánh nặng này nó cũng sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều. Chúng ta vẫn phải lo nhà ở này, tiền điện, tiền nước, rồi thì là lo ăn uống. Chính vì vậy nên là đó cũng là một cái áp lực lên rất là nhiều các cái gia đình. Và như bạn đã nói đấy, thì đấy chính là cái áp lực kinh tế ảnh hưởng đến mỗi gia đình, mỗi cá thể. Và đó người ta gọi là chính là cái stress
về áp lực kinh tế trong cái thời Covid. Vâng, bác sĩ ơi, thì ngoài những cái lo lắng về kinh tế thì người dân, đặc biệt là những người trong khu cách ly thì có những lo lắng gì khác không? Ngoài cái lo lắng về mặt kinh tế thì thật ra thì các bạn cũng biết đấy, chúng ta còn có những cái căng thẳng, ví dụ như này, tức là căng thẳng lo bị bệnh này. Cái thứ hai nữa là các cái căng thẳng mà ví dụ như là chúng ta phải làm việc tại nhà. Thế rồi cái thứ ba nữa là căng thẳng do là chúng ta phải cách ly. Thì ví dụ như là cái căng thẳng mà do sợ bệnh tật này, hoặc là ví dụ như là phải làm việc tại nhà, thì nó sẽ ảnh hưởng đến là nó sẽ gây nên cái hiện tượng là ví dụ như chúng ta bị cái cô lập về mặt xã hội. Tức là bây giờ anh cứ ở nhà anh làm việc thôi, không có cái tiếp xúc với cả các cái bạn, đồng nghiệp này, hoặc là không được đi ra xã hội nhiều chẳng hạn. Thì cái đấy là nó sẽ làm, nó ảnh hưởng đến, nó gây nên cái lo lắng về cái gọi là cái cô lập xã hội. Cái thứ hai là ví dụ như học sinh chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ phải ở nhà. Tức là không đến trường học nữa, vì vậy nên là sẽ phải ở nhà. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ làm cho kiểu như là cái, ví dụ như ban nãy tôi nói rồi, mất việc này, nó ảnh hưởng đến cái thu nhập về kinh tế. Và cái quan trọng nữa là nó sẽ làm cho các cái dịch vụ mà cung cấp cho cái cuộc sống của chúng ta nó cũng bị gián đoạn. Thế và cái quan trọng nhất trong các cái biện pháp như thế thì nó có một cái mà ảnh hưởng rất là nhiều, đấy là cái cách ly. Và đối với cả cách ly thì các bạn cũng biết rồi, tức là khi mà những cái trường hợp mà ví dụ như chúng ta là có nhiễm rồi, tức là các cái F0 nhá. Thế và cái nữa là ví dụ như là các cái tiếp xúc, ví dụ như là cái F1 chẳng hạn, là chúng ta sẽ phải tiến hành là cách ly để tránh cái nguồn lây nhiễm cho cộng đồng. Thế và khi cách ly thì nó cũng có rất nhiều khó khăn, ví dụ như thế này, tức là chúng ta sẽ phải thay đổi cái điều kiện sống, thay đổi cái môi trường sống. Chúng ta phải đến ở một cái nơi mà chúng ta chưa đến bao giờ, hoặc là kiểu như là nó không phải có đầy đủ các cái điều kiện như là nhà chúng ta. Cái thứ hai nữa là trong cái cách ly thì nó sẽ làm cho gia đình có thể là sẽ phải phân tán ở rất là nhiều nơi. Ví dụ như là có thể bố mẹ thì là ở cái nơi mà có tập trung cách ly F0, nhưng mà các con thì lại ở cái nơi tập trung F1 chẳng hạn. Đấy là nó làm cho cái gia đình kiểu như là phải xa cách nhau. Và có một cái nữa thì là có một cái nữa mà trong cái việc cách ly nữa, tức là chúng ta sẽ rất là sợ khi mà ở trong cái khu cách ly đấy, sợ lây chéo, tức là lây bệnh lẫn nhau nữa. Thế vì vậy nên là tất cả những cái căng thẳng đấy thì nó đã tạo nên một cái xã hội mà tạo cho con người chúng ta rất là nhiều các stress về mặt tinh thần. Ngoài cái stress liên quan đến kinh tế thì nó còn có thể làm cho chúng có thể là lo lắng, căng thẳng, rồi thì là có thể dẫn đến các cái rối loạn lo âu, rồi các cái trầm cảm. Thì trong những cái giai đoạn như này thì nó tăng lên rất là nhiều. Vâng, thưa bác sĩ, nhiều bạn bè của cháu có chia sẻ rằng họ bị căng thẳng, stress, áp lực khiến cho họ thường xuyên bị đau dạ dày và đau tức thượng vị, thậm chí là trào ngược. Thì bác sĩ có thể lý giải về thực trạng này được không ạ? Thật ra thì đối với cả cái tình trạng mà như bạn nói đấy, tức là ví dụ như là đau thượng vị này, xong rồi đầy trướng, rồi ợ hơi, ợ chua này, rồi thì là cảm giác là kiểu như là chậm tiêu, rồi thì là cái tiêu hóa nó bị rối loạn ấy. Thì cái này nó có, tức là người ta nói đây là các cái căng thẳng thần kinh, hay nói một cách khác là các stress về mặt tinh thần. Mà nguyên nhân thì như tôi đã nói rồi, tức là cũng có rất là nhiều những cái áp lực trong cuộc sống của chúng ta trong cái thời Covid này. Thế và cái tình trạng mà căng thẳng như thế này ấy, thì lý giải theo về y học hiện đại thì người ta nói rằng là đối với cả những cái căng thẳng thần kinh như thế này, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hệ tiêu hóa của chúng ta, nhất là đối với cả dạ dày và đại tràng. Thế ví dụ như là đối với cả dạ dày thì chúng ta cũng biết rồi, tức là dạ dày của chúng ta thì có cái chịu sự chi phối bởi hoạt động của hai cái hệ thần kinh. Một là cái hệ thống thần kinh thực vật, người ta gọi là hệ thống thần kinh giao cảm, và cái hai là hệ thống thần kinh trung ương. Thế và cái hệ thống thần kinh giao cảm thì nó có liên quan đến các cái cảm xúc, tức là ví dụ như là lo lắng, sợ sệt, hoặc là căng thẳng thần kinh quá là nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh giao cảm. Và khi hệ thống thần kinh giao cảm này nó có tắc, tức là nó bị
kích thích, hoặc là ví dụ như nó bị tác động quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là tiết dịch của các cái tế bào tuyến của dạ dày, nhất là vị trí của cái vùng thân vị, và nó tăng tiết cái dịch dạ dày thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mất cân bằng giữa cái yếu tố bảo vệ với yếu tố tấn công của dạ dày. Và chính vì cái điều đó nên là nó gây nên các cái tổn thương về dạ dày, ví dụ như có thể gây nên các cái viêm của cái niêm mạc dạ dày trong cái thời gian đầu tiên. Nhưng nếu như các stress này mà nó vẫn cứ tiếp diễn đi, tiếp diễn lại nhiều lần, bởi vì các bạn biết rồi đấy, cái COVID-19 này bắt đầu từ năm 2019 và chúng ta cho thấy rằng là cho bây giờ gần đến cuối của những năm 20 rồi, chúng ta vẫn chưa khống chế được nó. Chính vì vậy nên là cái tác động này nó sẽ tác động đi tác động lại nhiều lần đối với cả chúng ta, và vì vậy nên là nó sẽ làm cho đầu tiên thì các cái dạ dày của chúng ta nó chỉ có các cái viêm của cái niêm mạc bình thường thôi. Nhưng mà nếu như nó bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tức là tái đi tái lại nhiều lần, thì nó sẽ dẫn đến là các cái tổn thương của dạ dày sẽ nặng hơn, ví dụ như gây nên các cái viêm loét của dạ dày hành tá tràng, hoặc là gây nên các hiện tượng trào ngược giống như cái triệu chứng mà bạn vừa nói đấy. Đấy là theo quan điểm của y học hiện đại. Thế còn đối với y học cổ truyền thì như thế này, tức là y học cổ truyền người ta nói rằng là ví dụ như là các cái căng thẳng do công việc hoặc là do cuộc sống thì nó sẽ làm cho tình trí bị uất kết, và khi tình trí bị uất kết thì chúng ta rất là dễ bị cáu giận, bực mình. Ví dụ thế, tức là nó là cái áp lực mà, thế nó làm cho cáu giận, tức lên rất là nhiều. Thế và như thế thì tức là cái việc mà căng thẳng này nó đã ảnh hưởng đến cái khả năng sơ tiết của gan. Và khi ảnh hưởng đến khả năng sơ tiết của cái tạng can ấy, thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng, hai cái hiện tượng, một là nó sẽ gây nên khí trệ, hai là nó sẽ làm cho cái can khí sẽ bị phạm vào vị, hoành nghịch phạm vào vị. Và nếu như ảnh hưởng đến cái chức năng, ví dụ như can khí mà nó phạm vị thì nó sẽ làm cho cái chức năng thăng thanh giáng chọc của tỳ vị bị rối loạn. Và khi cái chức năng thăng thanh giáng chọc của tỳ vị bị rối loạn thì nó sẽ gây nên các cái triệu chứng, ví dụ như là ợ hơi, ợ chua, rồi thì là đầy trướng chẳng hạn. Ngoài ra nữa thì cái can khí mà uất kết như này thì nó cũng làm cho khí bị ứ trệ ở tại cái đường tiêu hóa. Và khi nó ứ trệ như thế thì thường là nó sẽ khí trệ thì sẽ gây nên huyết ứ. Và khi huyết ứ ở tại cái vị trí ví dụ như dạ dày chẳng hạn thì chúng ta sẽ xuất hiện các cái triệu chứng, ví dụ như là đau cái vùng thượng vị rất là khó chịu, có thể là từ đau âm ỉ thôi, xong sau đó thì nó có thể là đau nóng rát, rồi thì đau dữ dội. Thì đấy là cái trường hợp mà cái lý giải theo cái y học cổ truyền. Thế có một cái nữa là như thế này, tức là với các cái trường hợp mà các cái can khí phạm vị thì người ta nói rằng là người ta sẽ tức là điều trị bằng cái phương thức là sẽ là sơ can hòa vị hoặc là sơ can giải uất, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng này nó sẽ được điều hòa. Thế và vì vậy nên là đấy là theo cái quan điểm cả y học hiện đại với y học cổ truyền, trong những cái căng thẳng mà các stress thần kinh gây nên các cái bệnh về dạ dày và tá tràng. Vâng ạ, con cảm ơn bác sĩ ạ. Thì có thể thấy là trước cái tình hình căng thẳng stress của dịch bệnh dẫn tới tình trạng bệnh dạ dày, thì ngoài ra là trong cái tình hình cách ly này thì ăn uống cũng như các cái chế độ sinh hoạt của chúng ta cũng không được đảm bảo, thì nó cũng là một lý do dẫn tới cái tình trạng này bị bệnh dạ dày, đúng không ạ? Bạn nói rất là đúng. Trong cái thời buổi trong cái gọi là thời điểm Covid này thì chúng ta thấy rằng là các cái dịch vụ đã bị đình trệ rồi, đúng không ạ? Thì ví dụ chúng ta đi chợ thì cũng phải phát phiếu này, hoặc là ví dụ như là đi ra ngoài mà mua bán thức ăn hoặc là đi chợ chẳng hạn thì chúng ta cũng rất là hạn chế, ví dụ như một tuần chỉ đi có 1-2 lần thôi. Thế và chính vì vậy nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà gọi là cái lượng thức ăn đưa vào nó sẽ không được cân đối. Cái thứ hai nữa là như thế này, tức là ví dụ như là chúng ta làm việc ở nhà, vì vậy nên là đôi khi là
chúng ta cũng thôi thì kiểu như là tại nhà chúng ta thì chúng ta có cái gì ăn đấy, hoặc là bất ngủ thì có thể là dậy hơi muộn một tí, hoặc là ví dụ như là tối, chính cái điều đấy nó cũng có ảnh hưởng đến cái chức năng của dạ dày và đại tràng. Vâng ạ, vâng. Con cảm ơn bác sĩ. Vậy thì có rất là nhiều lý do khác nhau trong tình hình dịch bệnh này. Vậy thì làm thế nào để giải tỏa bớt được cái sự áp lực cũng như là các phương pháp điều trị dạ dày nói trên, thưa bác sĩ? Với những người có bệnh lý dạ dày mãn tính thì sao ạ? Vâng. Với những bệnh nhân mà có dạ dày mãn tính, hoặc là những bệnh nhân mà ví dụ như có viêm loét dạ dày hình tá tràng hoặc trào ngược dạ dày thực quản, nhưng lại còn có cái nhiễm cái vi khuẩn HP nữa, thì các cái stress về mặt tinh thần này, các cái căng thẳng lo lắng này, nó sẽ làm cho cái tình trạng dạ dày của chúng ta tái phát và nó sẽ nặng hơn trong những cái so với trong những cái giai đoạn mà gọi là điều kiện sống hoặc là điều kiện làm việc của chúng ta nó bình thường. Thế vì vậy nên là đối với những cái trường hợp mà các bạn mà mắc dạ dày mãn tính thì trong những cái giai đoạn này thì nó cũng các bạn cũng phải thấy rằng là đôi khi các cái tình trạng của chúng ta nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Và các bạn cũng thấy đấy, tức là trong cái thời gian vừa rồi thì với những cái ở các cái cơ sở khám chữa bệnh ấy, thì các bệnh nhân mà dạ dày đến với các cái cơ sở khám chữa bệnh tăng lên rất là nhiều. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, chúng ta có những cái phương pháp điều trị bệnh lý dạ dày như nào trong tình hình COVID hiện nay để những bệnh nhân mãn tính ạ? Đối với cả tại vì là chúng tôi thì cũng sẽ có cái đưa ra các cái giải pháp điều trị, nhưng mà chủ yếu là theo phương thức điều trị của y học cổ truyền. Mà có một cái là như thế này, tức là ví dụ như là đối với cái trường hợp như ban nãy thì chúng tôi cũng đã có trình bày với các bạn, tức là các cái căng thẳng thần kinh thì nó gây lên các stress về mặt tinh thần, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái thể của cái bệnh viêm loét dạ dày hình tá tràng, tức là cái thể mà can khí uất kết. Và khi can khí uất kết thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái bài thuốc nó có tính chất ví dụ như là sơ can giải uất hoặc là sơ can hòa vị. Với những trường hợp mà sơ can giải uất, sơ can hòa vị này thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái bài thuốc để có thể sử dụng để điều trị cho bệnh nhân được. Ví dụ như là các cái bài xài hồ sơ can thang, hoặc là các cái bài thuốc ví dụ như là sơ can bình vị 8 chẳng hạn, thì nó cũng giúp cho điều trị rất là tốt. Có những cái bài thuốc ví dụ như là cái sơ can bình vị, thì nó có các bài thuốc ví dụ như là các cái sơ can bình vị trào ngược. Chúng ta có thể điều trị cho những trường hợp mà bệnh nhân có nhiều các cái triệu chứng liên quan đến trào ngược, ví dụ như là đầy trướng này, ợ hơi, ợ chua, đắng miệng, tức nặng ngực, rồi là nút vướng. Thì đấy là cái triệu chứng mà liên quan đến trào ngược. Thế còn có thể là ví dụ như là có cái sơ can bình vị viêm loét HP chẳng hạn, thì nó có thể là giúp cho chúng ta điều trị trong những trường hợp mà bệnh nhân có các cái triệu chứng ví dụ như là ngoài những cái triệu chứng mà ví dụ như là có đầy trướng này, chậm tiêu này, rồi thì đau tức mạng sườn này, thì là bệnh nhân còn có chủ yếu là các cái triệu chứng đau, ví dụ như đau nhiều, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bài mà nó có tác dụng là sơ can bình vị điều trị viêm loét, tức là nó có tác dụng giảm viêm, trong đó có những cái vị thuốc mà nó có tác dụng giảm viêm, vì vậy nên là nó sẽ giúp cho chúng ta kiểu như là giảm đau rất là tốt. Thế còn ngoài ra nữa thì ví dụ như là trong cái thuốc ấy thì nó cũng có những cái thành phần ví dụ như là giúp cho chúng ta kiểu như là tăng cường tiêu hóa thức ăn chẳng hạn. Thế là nó gồm những cái vị mà ví dụ như là chống đầy trướng bụng này, hoặc là nó có các cái vị có tác dụng giống như là các cái men tăng cường tiêu hóa thức ăn, làm giảm cái hiện tượng ứ đọng thức ăn ở trong dạ dày, ví dụ như là các cái bài mà ví dụ như là bình vị chẳng hạn, hoặc là nó có những cái vị ví dụ như là thương chuột hậu phác, rồi trần bì, rồi cam thảo. Ngoài ra thì nó còn có thể ra giảm thêm một số các cái vị ví dụ như là sơn tra mạch nha thần khúc chẳng hạn, để tăng cường tiêu hóa thức ăn. Thế còn ngoài ra nữa thì ví dụ như là đối với cả các cái trong cái công thức thuốc thì nó cũng có thể có các cái sơ can, ví dụ như là các cái sơ can bình vị mà nó sẽ có tăng cường có cái tác dụng giảm đau. Ví dụ như là trong các cái bài sơ can bình vị, nhưng nó có thể thêm một số các cái vị, ví dụ như là cái củ gà ấp này, những cái vị củ gà ấp này, hoặc là lá khôi, hoặc là cái cam dạ cẩm. Thì nó sẽ thêm các cái vị đó, thì ví dụ như là trong cái củ gà ấp thì nó cũng có thành phần của những cái hoạt chất mà nó sẽ giúp cho kiểu như là điều trị các cái căng thẳng
về mặt thần kinh. Ví dụ như là các cái nó sẽ giúp cho an thần này, chúng ta có thể là giảm bớt các cái stress, thì rất là tốt. Thế còn ví dụ như là trong cái lá khôi hoặc là cái cao dã cẩm chẳng hạn, thì nó cũng có những cái vị thuốc mà ví dụ như là làm giảm tiết axit của dịch dạ dày, có thể trung hòa axit của dịch dạ dày, rồi thì nó có thể làm lành các cái vết loét. Vì vậy nên là nó có tác dụng giảm đau rất là tốt. Ví dụ như là có các cái bài sơ can bình vị mà cái thế hệ thứ hai chẳng hạn, thì nó có tác dụng điều trị rất là tốt đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có kiểu như là các cái bệnh lý về dạ dày tá tràng mà có triệu chứng đau nhiều. Vâng, thì con cảm ơn cô. Thì có rất là nhiều các bạn đã gửi những câu hỏi để có thể nhờ bác sĩ tư vấn. Thì như bạn Linh Đỗ ở đây thì cũng có quan tâm tới sơ can bình vị tám thế hệ hai của trung tâm. Thì bạn có đặt ra câu hỏi như này: cô ơi, đợt này con bị trào ngược nặng hơn, chắc cũng vì lo lắng dịch dã các thứ. Con nghe nói bên mình mới có sơ can bình vị tám thế hệ hai, cô có thể tư vấn cho con được không ạ? Nghĩa là bạn ấy rất là muốn quan tâm tới cái sơ can bình vị tám thế hệ hai tại trung tâm có tác động như thế nào và có cái sự khác biệt như nào so với thế hệ một đấy ạ. Thì như cháu Linh ạ, như ban nãy thì đối với quý vị khán giả thì cô cũng đã có trình bày rồi, tức là cái sơ can bình vị thế hệ 2 thì nó có cải tiến hơn so với cả cái sơ can bình vị cái thế hệ 1. Nó có cải tiến hơn ở các cái vị thuốc, ví dụ như là nó sẽ thêm các cái vị, ví dụ như là có cái củ gà ấp này, có cái lá khôi hoặc là cái cao dạ cẩm chẳng hạn. Thế thì như ban nãy thì cô cũng đã nói rồi, ví dụ như là trong cái củ gà ấp ấy thì nó có những cái hoạt chất mà nó sẽ giúp cho chúng ta kiểu như là gọi là giảm bớt các stress, giảm bớt các căng thẳng thần kinh, và nó có tác dụng về chính là về mặt an thần cho người bệnh. Vì thế nên là nó có tác dụng giảm các cái lo âu rất là tốt. Ngoài ra nữa thì trong cái thành phần nó còn có thêm ví dụ như là cái lá khôi hoặc là cái cao dạ cẩm, thì hai cái thành phần này thì nó có tác dụng chủ yếu là làm có tác dụng giảm đau rất là tốt. Ví dụ như là nó có thể tác dụng làm giảm tiết axit của dịch dạ dày này, tăng cường băng bó niêm mạc này của dạ dày này, rồi thì là sẽ làm tăng cường các cái khi mà giảm tiết axit của dịch hoặc là băng bó cái niêm mạc thì nó cũng có tác dụng giảm đau cho bệnh nhân. Thế còn với những cái trường hợp mà bệnh nhân trào ngược thì cháu có thể phối hợp, ví dụ như là cái sơ can bình vị thế hệ 2 có thể là kết hợp thêm với cả cái sơ can bình vị trào ngược thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết các cái triệu chứng trào ngược. Tuy nhiên là chúng ta sẽ sử dụng cái liều lượng để cho nó phù hợp với cả cái trường hợp của từng bệnh nhân một. Vì vậy nên là với những trường hợp mà các cái bệnh nhân mà có các cái triệu chứng như thế thì cô nghĩ rằng là ví dụ như cháu chẳng hạn là cháu có thể sử dụng cái sơ can bình vị thế hệ 2 kết hợp với cả cái sơ can bình vị trào ngược để điều trị cho cái tình trạng của cháu thì nó rất là tốt. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Bạn Linh Đỗ ơi, bạn đã nghe rõ câu trả lời của bác sĩ Tuyết Lan chưa ạ? Nếu còn thắc mắc gì thì bạn có thể comment trực tiếp trong buổi live stream này hoặc có thể inbox vào fanpage của Trung tâm Thuốc Dân Tộc để bạn các bác sĩ tư vấn và giải đáp thêm cho mình bạn nhé. Ngoài ra thì thưa bác sĩ, rất nhiều người cũng rất quan tâm tới những biến chứng hiện tại của các bệnh của bệnh lý dạ dày, đặc biệt là trong tình hình Covid này, thì không biết là khả năng bị stress căng thẳng nó dẫn tới các cái biến chứng nặng hơn so với những cái môi trường bình thường mà mình bị dạ dày không ạ? Có một cái là như các bạn đã biết ấy, thì đối với cả bệnh dạ dày, nếu mà có như lần trước tôi đã trình bày với các bạn là sao, tức là ví dụ như nếu mà chúng ta có các stress về mặt tinh thần mà nó nặng, tức là nó cứ kéo dài xong rồi nó cứ tác động hết ngày này qua ngày khác và nó làm cho cái tình trạng tinh thần của chúng ta nó cứ căng thẳng liên tục, thì người ta gọi là đôi khi ấy, hoặc là ví dụ như là nó giống như là các cái gọi là các cái tác nhân khác mà có thể gây nên các stress, ví dụ như là có một số các cái tác nhân ví dụ như là các cái bệnh nhân bị chấn thương này hoặc là nằm viện kéo dài này, thì người ta gọi là nó gây nên các cái sốc về mặt tinh thần. Và khi nó có các cái sốc về mặt tinh thần như thế này ấy, thì nó sẽ gây nên các cái biến chứng, nó gây nên các cái tổn thương loét của dạ dày rất là nặng.
Các cái tổn thương loét thì ví dụ như là với các cái tổn thương mà của dạ dày mà nó loét, ví dụ như là các cái stress về mặt tinh thần này thì nó sẽ gây tổn thương loét ở cái vùng phân vị dạ dày là chính. Và khi nó gây nên các cái tổn thương, nếu như mà ví dụ như bệnh nhân mà lại có các cái bệnh dạ dày cũ chẳng hạn, tức là có các cái viêm hoặc loét dạ dày mãn tính nhưng mà lại còn thêm các căng thẳng thần kinh này, thì nó sẽ làm cho các cái tình trạng mà ví dụ như các cái ổ loét nó sẽ xuất hiện nhanh hơn hoặc là nhiều hơn. Và khi các cái ổ loét này nó xuất hiện nhiều thì nó sẽ có thể gây nên các cái biến chứng, ví dụ như là thứ nhất là bệnh nhân sẽ cái đau sẽ rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của chúng ta rất nhiều. Cái thứ hai là nếu như các cái ổ loét này mà nó cứ bị tái đi tái lại nhiều lần thì nó sẽ gây đến cái biến chứng mà chúng ta rất là ngại, tức là gây nên cái thủng của cái dạ dày. Và đấy thì là một cái trường hợp mà chúng ta phải cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, vì nếu không thì nó sẽ gây nên cái viêm của phúc mạc rất là nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, thưa bác sĩ ạ, thì tổng đài trực tiếp vừa nhận cuộc gọi của bạn Thanh Phương, 37 tuổi ạ. Bạn muốn hỏi bác là ăn uống thất thường không đúng bữa và đặc biệt là ăn nhiều mì tôm trong mùa dịch này thì có ảnh hưởng gì đến dạ dày không thưa bác? Bạn Phương ạ, thật ra thì cái câu hỏi của bạn tôi nghĩ là trong cái thời gian dịch này thì cũng rất là nhiều bạn cần quan tâm đấy, bởi vì là khi mà chúng ta bị cách ly xã hội hoặc là giãn cách ạ, đúng không ạ? Chúng ta bị được giãn cách xã hội hoặc là chúng ta kiểu như là bị cách ly thì cái thực phẩm của chúng ta mà nghĩ đến nhiều nhất ấy là mì tôm. Bởi vì nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần đun một chút nước nóng thôi, xong đổ vào là chúng ta có thể là chúng ta ăn được rồi. Thế thì có một cái là như thế này, thứ nhất là cái stress về mặt tinh thần, bạn Phương cũng ban nãy cũng có nói là các cái căng thẳng về mặt thần kinh, ăn uống không được điều độ. Và cái thứ hai nữa là như cái căng thẳng thần kinh thì như ban nãy tôi đã phân tích rồi, các stress tinh thần ấy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống thần kinh giao cảm của chúng ta. Thế còn cái thứ hai nữa là với cái ăn mì tôm ấy, mà ngày này qua tháng khác mà chúng ta sẽ ăn thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất ấy, là cái chỉ cần riêng nói đến mì tôm đơn thuần không thì chúng ta đã thấy rằng cái bữa ăn của chúng ta không cân đối rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thiếu rau xanh, thế là bữa ăn không được cân đối. Cái thứ hai nữa là như thế này, tức là trong cái mì tôm ấy, thì kiểu như là chắc chắn là nó sẽ có các cái chất, người ta gọi là các cái chất bảo quản. Mà các cái chất bảo quản thực phẩm như này ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của gan, tức là đào thải độc của gan. Và cái thứ hai nữa ấy, là các cái chất bảo quản thực vật mà chúng ta sử dụng nhiều ấy, thì nó cũng gây nên cái hiện tượng là kích ứng của cái niêm mạc dạ dày. Và chính những cái thành phần đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của dạ dày và ảnh hưởng đến cả cái chức năng của đại tràng nữa. Bởi vì chúng ta cứ ăn mãi mì tôm thế, năng lượng chúng ta không đầy đủ này, chúng ta thiếu rau xanh này, thì nó sẽ làm cho cái chức năng mà dạ dày của chúng ta bị rối loạn, thì hấp thu nó cũng ảnh hưởng. Cái nữa là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đại tràng nữa, đúng không ạ? Chúng ta ăn mà như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến đại tràng, nó sẽ làm cho chúng ta sẽ táo bón. Thế và như thế thì cả cái hệ tiêu hóa của chúng ta, cả dạ dày cả đại tràng bị ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng chung đến sức khỏe. Vì vậy nên là với các bạn mà ví dụ như là chúng ta mà phải ăn mì tôm thường xuyên thì tôi nghĩ này, chúng ta sẽ kiểu như là có các biện pháp, ví dụ như là có thể là chúng ta sẽ phải tăng cường thêm rau xanh, cố gắng làm cách nào chúng ta có rau xanh. Cái thứ hai nữa là trước khi ăn thì có thể chúng ta sẽ phải trần cái mì, cái nước đầu tiên đi ạ, và đổ cái nước đầu tiên đi, sau đấy thì chúng ta mới ăn. Tuy nhiên là tôi cũng khuyên là các bạn cố gắng bằng cái cách nào đó chúng ta kiểu như là sẽ thay đổi cái bữa ăn hàng ngày. Ví dụ như là tốt nhất là ví dụ như mì tôm thì chúng ta chỉ ăn một bữa một ngày thôi thì nó mới có thể đảm bảo được. Cho nên nếu chúng ta ăn liên tục thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe là cái chắc. Vì vậy nên là tôi cũng khuyên bạn là chúng ta tìm cách nào đó cần sự tiếp tế, cần sự hỗ trợ của gia đình, của người nhà để chúng ta có thể cải thiện bớt cái gọi là cái phải ăn mì tôm liên tục trong nhiều ngày, thì bạn sẽ giữ gìn được cái chức năng của dạ dày cũng như là cái đại tràng của bạn. Dạ vâng ạ, vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Bạn Thanh Phương, bạn có nghe rõ câu trả lời của bác sĩ Lan không ạ? Nếu còn thắc mắc gì thì bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của trung tâm để bác sĩ tư vấn cho mình kỹ hơn nhé.
Dạ vâng ạ, thì thưa bác sĩ, bạn Thu Hà có một câu hỏi như sau ạ. Cháu 3 tháng nay hay bị đau tức vùng thượng vị, no đau, đói đau ạ. Thì thỉnh thoảng cháu còn ợ hơi ợ chua nữa, còn đầy bụng. Hiện tại cháu đang uống thuốc Tây nhưng cứ đau lại phải uống. Giờ cháu phải làm thế nào, mong bác sĩ giải đáp ạ. Bạn chắc các cái triệu chứng của bạn ấy, bạn Thu Hà, tôi thấy rằng là này, tức là với các cái triệu chứng của bạn ấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc là bạn có cái bệnh dạ dày mãn tính rồi, bởi vì là bạn đang phải sử dụng thuốc rồi. Tuy nhiên là với cả các cái thuốc mà y học hiện đại ấy, thì bạn cũng đã sử dụng, thì tôi nghĩ rằng là cái này chắc chắn là chúng ta đã sử dụng cái thời gian cũng dài rồi và rất là nhiều đợt. Tuy nhiên là các cái triệu chứng của dạ dày của bạn là nó vẫn còn tồn tại, ví dụ như là bạn cảm thấy khó chịu ở cái vùng thượng vị này, rồi thì là cái đau của thượng vị nó xuất hiện cả lúc đói lúc no, tức là cái này là nó có liên quan đến bữa ăn. Thế vì vậy nên là cái này thì rõ ràng là cái chức năng của dạ dày của bạn mặc dù đã sử dụng các thuốc Tây rồi nhưng mà nó vẫn chưa được cải thiện nhiều. Thì theo tôi là nếu như mà bạn vẫn đang sử dụng thuốc Tây mà tình trạng mà các cái triệu chứng liên quan đến bệnh dạ dày của bạn chưa cải thiện, thì tôi nghĩ thế này, tức là có thể là bạn nên chuyển sang sử dụng các cái thuốc y học cổ truyền, bởi vì là các cái thuốc y học cổ truyền thì thông thường nó rất là an toàn đối với người sử dụng. Cái thứ hai nữa là mặc dù là ví dụ như trong cái thành phần của nó có thể là có các cái kháng sinh có khả năng để khống chế hoặc là ức chế cái vi khuẩn HP. Tuy nhiên là đây là những cái kháng sinh mà nó có là y học cổ truyền, vì thế nên nó rất là an toàn và nó không gây nên các cái triệu chứng phụ, ví dụ như là các cái loạn khuẩn ruột chẳng hạn. Hoặc cái thứ hai nữa là các cái thuốc y học cổ truyền thì thường là nó rất là an toàn, ít tác dụng phụ. Và thứ ba nữa là khi sử dụng các cái thuốc mà y học cổ truyền mà điều trị thì tức là nó tác động đến cơ thể của chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng, chúng ta sẽ không có cảm giác mệt. Tuy nhiên là tôi cũng có một lời khuyên thế này, nếu như mà bạn đang sử dụng các cái thuốc Tây mà bạn đang uống các cái kháng sinh để diệt vi khuẩn HP thì bạn vẫn phải sử dụng cho nó đầy đủ cái liệu trình mà bác sĩ Tây y người ta đang kê cho bạn. Sau đó thì bạn chuyển sang các cái phương thức điều trị Tây y, y học cổ truyền, chứ chúng ta cũng không nên dừng một cách đột ngột, vì nếu không ý, thì nó sẽ làm cho bạn ở vào cái tình trạng kháng thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Bạn Thu Hà, bạn có nghe rõ câu trả lời của bác sĩ Lan không ạ? Nếu còn thắc mắc gì thêm thì bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của trung tâm để các bác sĩ tư vấn cho mình kỹ hơn nhé. Thì cảm ơn rất nhiều. Con có thể với trường hợp của bạn Nguyễn Văn Thắng ạ, bạn có gọi điện trực tiếp tới tổng đài và có câu hỏi như sau ạ. Cháu bị đau dạ dày mãn tính lâu rồi, hiện tại đang trong vùng cách ly do cháu đang là F1. Hiện tại cháu đang rất đau rất nhiều nhưng không thể đi chữa được. Thì bác sĩ có thể hướng dẫn con cách nào để có thể giảm thiểu cái sự đau như vậy, cấp thiết như vậy trong tình hình dịch bệnh hiện tại trong khu cách ly không ạ? Bây giờ như thế này, tức là nếu như mà cháu Thắng ạ, nếu mà cháu đang ở trong khu cách ly thì thực sự ra là các cái căng thẳng mà mệt mỏi trong cái khu cách ly thì như tôi đã phân tích rồi, nó rất là nhiều. Và cái điều này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của cái dạ dày của cháu. Và có một cái điều nữa là cháu lại có cái dạ dày mãn tính như thế nữa. Vì thế nên là đối với cả tình trạng của cháu thì tôi chỉ có cái khuyên cháu như thế này thôi. Trong cái khu cách ly ấy, thì mặc dù là nó ở khu cách ly, tuy nhiên là cháu vẫn phải chú ý là ăn uống cho nó đầy đủ và đúng bữa. Cái thứ hai nữa ấy, là khi ăn thì chúng ta nên nhai rất là kỹ. Tại vì thực sự ra là nếu chúng ta cách ly thì thời gian chúng ta rất là nhiều, đúng không? Chúng ta có thể là ăn nhai nó thật kỹ vào. Thế và cái nữa là ví dụ như là đối với cái trường hợp của cháu thì làm sao, ví dụ như là nếu như mà cháu mà biết yoga này, hoặc là cháu ấy biết thiền chẳng hạn, thì mình cố gắng tập yoga, tập thiền trong cái thời gian mà mình cách ly, để làm sao kiểu nó giúp cho chúng ta thư giãn về mặt thần kinh. Thế và cái quan trọng nữa là như thế này, tức là cháu có thể liên lạc với cả trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc dân tộc. Ví dụ như vậy thì là ở trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc dân tộc, chúng tôi có thể là ví dụ như là kết bạn Zalo với cháu, và có thể là ví dụ như cháu có thể là chuyển cái tình hình bệnh tật của cháu, chúng tôi có thể là tư vấn thường xuyên cho cháu.
Và nếu ví dụ như là cái khu mà cách ly của cháu mà nó ở gần chỗ chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể là chuyển thuốc cho cháu được. Tuy nhiên là cháu sẽ phải có các cái thông tin cụ thể với chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ phải liên lạc với cháu để hỏi rõ ràng thêm các cái triệu chứng của cháu, các cái thuốc cháu đã và đang sử dụng, cũng như là cái tình trạng hiện tại của cháu, thì cái việc kê đơn nó mới chính xác được. Và cũng mong rằng là cháu sớm liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể đưa ra cho cháu được những cái lời khuyên mà tốt nhất đối với cả cháu trong cái giai đoạn này. Dạ vâng, vâng con cảm ơn bác sĩ ạ. Thì bạn Thắng ơi, nếu còn câu hỏi gì bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của trung tâm nhé, thì các bác sĩ sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn một cách kỹ lưỡng hơn. Và con cảm ơn bác sĩ. Thì ngoài những cái phương pháp điều trị bằng thuốc, bằng đông và tây y, thì không biết rằng bác sĩ Lan còn có những cái chia sẻ nào, những cái lời khuyên nào, những cái gợi ý nào để các trong tình hình dịch bệnh hiện nay chúng ta ở nhà không bị chán, có thể giảm được căng thẳng và stress ngoài những cái phương pháp điều trị bằng thuốc đúng không ạ? Vâng. Cái này thì thật ra là không phải là các bạn, mà ví dụ như là đối với cả tôi, trong cái giai đoạn mà dịch bệnh như này thì bản thân mình cũng phải tức là tìm các cái biện pháp để mà làm sao cho nó giảm bớt cái căng thẳng. Cái này thì tôi cũng chia sẻ, thật ra thì các cái căng thẳng về mặt thần kinh như này thì y tế thì người ta cũng nói rất là nhiều rồi, nhưng mà cái này thì tôi cũng chia sẻ về cái kinh nghiệm của bản thân thôi. Tức là ví dụ như này, tức là đối với cả cái khi mà chúng ta bị cách ly hay là chúng ta giãn cách xã hội ở tại nhà, dùng làm cái công việc ở tại nhà, thì chúng ta cũng nên là ngoài các cái công việc mà liên quan đến cái việc mà ở cơ quan của chúng ta ra, thì tôi cũng nghĩ là như này, tức là ví dụ như các cái hoạt động mà thông thường xung quanh nhà, ví dụ như ở nhà chúng ta, ví dụ như là chúng ta kiểu như là nấu nướng này, đúng không ạ? Vâng ạ. Dọn dẹp nhà cửa một cách nhẹ nhàng này. Vâng ạ. Thì cái đó cũng là cái mà để là chúng ta giúp chúng ta giảm stress. Vâng ạ. Cái thứ hai nữa là ví dụ như là các bạn trong những cái thời buổi này này, thì ví dụ như là nếu như chúng ta mà các bạn mà có thể, ví dụ như là vấn đề như tôi đã nói, ví dụ như các bạn có các cái tức là biết thiền này, hoặc là các bạn biết yoga chẳng hạn, thì chúng ta cũng bỏ cái thời gian để chúng ta kiểu như là tập, ví dụ như là trong một buổi sáng chẳng hạn, bạn có thể bỏ ra thời gian độ khoảng nửa tiếng, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta bỏ ra nửa tiếng để chúng ta kiểu như là tập thiền, tập yoga một cách nhẹ nhàng. Đấy là trong nhà thôi, chúng ta không cần phải đi ra ngoài đường. Thế còn ngoài ra nữa thì ví dụ như là trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt ấy, thì chúng ta cũng nên là vẫn phải ăn uống điều độ này, đúng không ạ? Chúng ta ăn đúng giờ, và kiểu như là ăn uống thì chúng ta kiểu như cũng phải tạo cho chúng ta cái gọi là ví dụ như là các bạn, theo tôi thì ví dụ như này, chúng ta ví dụ như ngay trong cái bàn ăn của chúng ta, chúng ta bày biện thức ăn kiểu như cho đẹp đẽ một tí, đúng không? Chúng ta có thời gian mà, tỉa hoa tỉa quả, rồi thì là kiểu như là bát đĩa thì nó trắng chắc sạch chẳng hạn, thế rồi thức ăn thì nó bày biện đẹp chẳng hạn, thì cái đấy nó cũng giúp cho cái dạ dày của chúng ta làm việc tốt. Thế và có một cái nữa là ví dụ như đối với cái bạn mà đã có cái tiền sử dạ dày rồi, thì tôi cũng khuyên là chúng ta nên ăn chia ra làm nhiều bữa nhỏ, bởi vì chúng ta đã hoạt động ít rồi, xong bây giờ ví dụ như là chúng ta lại ăn nhiều trong cùng một bữa, xong rồi sau đấy thì lại ngồi yên một chỗ, thì cái đấy nó sẽ là cái gánh nặng rất là nhiều lên cái dạ dày. Vì thế nên chúng ta chia thức ăn ra làm nhiều bữa. Với những cái trường hợp mà các bạn đã có tiền sử dạ dày, hoặc là chúng ta đã bị các cái bệnh viêm loét dạ dày mãn tính, thì chúng ta sẽ phải chia thức ăn ra rất nhiều bữa. Và khi ăn thì các bạn cũng cố gắng rồi chúng ta nhai kỹ này, tránh các cái thực phẩm mà nó có thể kích ứng cái niêm mạc dạ dày của chúng ta, ví dụ như là ớt rồi hạt tiêu, rồi thì ví dụ như là rượu chẳng hạn, ví dụ như có thể là thấy buồn chán chẳng hạn thì là mang ra làm một cốc rượu cho nó thư giãn chẳng hạn, thì những cái chuyện đấy chúng ta cũng không nên. Hoặc là ví dụ như ở nhà thì nó lại không có việc gì, chúng ta mang đồ nhắm ra và kiểu như là ví dụ như nhắm ở nhà, ví dụ như là uống rượu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối chẳng hạn, thì cái đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái dạ dày. Vì vậy nên là các bạn cũng cố gắng kiểu như là kiêng những cái thực phẩm hoặc là các cái đồ ăn đồ uống nó có ảnh hưởng đến cái dạ dày, hoặc là ví dụ như là các cái thức uống có ga chẳng hạn. Ví dụ như là cái thời gian giãn cách mà, thế nên là khi đi mua thì chúng ta thường là không có điều kiện nên là cứ mua một thùng, đúng không ạ?
một thùng bia, rồi thì là một thùng nước ngọt này, có ga. Thế là về nhà thì cứ ra vào kiểu như là mỗi lần một cốc, thì cái điều đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái chức năng của dạ dày. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta ví dụ như là trong nhà nữa, bây giờ ví dụ như là tập trung rất là đông đúng không ạ, nhiều thế hệ, rồi thì là kiểu như là đi lên đi xuống thì chạm chán. Trước đây khi là chúng ta thì người đi làm ở chỗ này, người đi làm chỗ khác, buổi tối chúng ta mới về mới tập trung thôi, thì thông thường là sẽ rất là yêu quý nhau. Nhưng mà bây giờ thì là sẽ gặp gỡ nhau thường xuyên đúng không ạ, và nó sẽ có những cái va chạm. Và đối với cả những cái điều này thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta nên kiểu như là cố gắng sắp xếp, hoặc là ví dụ như nếu mà trong nhà mà nó đông quá, chúng ta làm cái lịch, một cái giống như là cái thời gian biểu ấy, của mỗi người, và tránh các cái va chạm nhiều. Thế và kiểu như khi mà có va chạm thì chúng ta cũng nghĩ rằng là đây, chúng ta cũng nên nghĩ như tôi hay có cái tư tưởng AQ, tức là cứ nghĩ rằng là đang thời buổi Covid như thế này, bệnh tật nó còn chưa đến đâu, nên là thôi cố gắng kiểu như những cái bực mình tức giận đấy chúng ta nên nén lại đúng không ạ, và có thể là ví dụ như xả bằng các cái cách khác, chúng ta nghe nhạc đi, thư giãn thần kinh đi, và cũng cố gắng là không gây lộn ở trong nhà. Tôi nghĩ là cái điều đấy cũng rất là tốt đối với cả cái bệnh dạ dày. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Thế như vậy là chúng ta có rất là nhiều các cái cách thức cũng như là phương pháp khác nhau để có thể giảm căng thẳng, stress trong tình hình dịch bệnh này đúng không ạ? Có thể là một bài nhạc, hoặc có thể là những buổi tập yoga để có thể thư giãn về tinh thần. Và cũng rất là cảm ơn bác sĩ Tuyết Lan ạ. Thì do thời lượng của chương trình cũng có hạn ạ, thì là con xin phép được kết thúc buổi live stream ở đây. Và rất là cảm ơn các anh chị em và các thính giả đang xem live stream. Nếu như mọi người có bất kỳ những cái thắc mắc nào, đặc biệt là có những cái chia sẻ nào trong tình hình dịch bệnh này, có thể inbox trực tiếp tới fanpage của trung tâm. Các bác sĩ tại trung tâm sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn bạn các cái phương pháp điều trị các cái tình trạng bệnh trong mùa dịch bệnh căng thẳng hiện nay. Và chắc chắn rồi, trong tình hình dịch bệnh hiện tại thì sẽ có những cái căng thẳng stress nhất định. Và rất là mong anh chị em cũng như là các thính giả tại trung tâm có thể cùng nhau vượt qua dịch bệnh này. Và mọi người hãy nhớ là chúng ta hãy thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc 5K để có thể cùng nhau chúng ta Hà Nội vượt qua dịch bệnh, Hồ Chí Minh chúng ta chiến thắng dịch bệnh, và Việt Nam chúng ta quyết thắng nhé. Và em con cảm ơn các bác sĩ ạ. Và xin chào tất cả các bạn đang xem livestream ạ. Xin kính chào quý vị khán giả.